Vụ việc thương tâm về số phận của 39 người di cư tới Anh đã gây chấn động dư luận và được coi là một trong những bi kịch tồi tệ nhất mà nước Anh đã từng chứng kiến trong cuộc chiến chống nạn nhập cư trái phép. Do tính chất đặc biệt nghiêm trọng, nhiều tờ báo uy tín đến từ nhiều quốc gia trên thế giới đã và đang bình luận cũng như là cập nhật đến diễn biến của vụ việc này. Trang tin Essex Live của hạt Essex Anh dẫn lời lực lượng chức năng địa phương cho biết 8 phụ nữ và 31 nam giới bị phát hiện đã chết cóng bên trong container Essex Live miêu tả đây là vụ việc tồi tệ nhất mà cảnh sát hạt này từng điều tra, đồng thời cho biết thi thể nạn nhân được giám định pháp y tại bệnh viện Broomfield gần hiện trường. Một tờ báo uy tín khác của Anh là The Guardian đã đưa tin về lộ trình của xe tải trước khi được phát hiện. Theo đó, phương tiện này đã có mặt tại các vùng Dunkirk và Lille của Pháp, cũng như vùng Brugger của Bỉ trước khi tới Anh. The Guardian đồng thời cho biết, Cơ quan Tội phạm Quốc gia Anh NCA đang gấp rút điều tra để làm rõ khả năng các nhóm tội phạm quốc tế đứng sau vụ việc này. Trong khi đó, hãng tin CNN của Mỹ đưa tin lực lượng chức năng Anh đang phối hợp với Bộ Ngoại giao Việt Nam trong công tác điều tra, đồng thời cho biết bốn đối tượng tình nghi liên quan đến vụ việc đã bị bắt giữ, bao gồm cả tài xế. Nhiều tờ báo khác như The Straits Times của Singapore hay Irish Mirror của Ireland cũng đưa đậm tin về vụ việc.